Hello everyone, xin chào tất cả các bạn nhé. Nước nông ngày nay, nhóm đường lược dọc nơi kriya sắp nước nông từ sáng đấy đã prapra hiện nhóm một bằng hành bằng phôn cho bạn to tiệt. Bà kriya sắp bài, bà bài cứ prapra tình, bà an thật bài. Ủa tì hoa nước nông dốt nhóm dễ tha. I sometimes buy a pizza and eat it at home. Chúng các nhóm tình nông pizza hay nhà biên đập tiệt. I sometimes buy a pizza and eat it at home. Đối với bà phôn chạm biệt tới, cứ bà phôn ai để dây lên trên đó. Và dây một tập bán ở tiêu hóa. I sometimes buy a pizza and eat it at home. Và sometimes cứ bài thả chuẩn cả, cứ chia cái giả sắp bị xác xảy ra như vậy nhỏ. Buy nó cứ bài tình, và a pizza, nông pizza. And how eats it at home. Và nhà bên này tiệt. Và eat nó cứ phải nhà. Eat nó cứ chỉ nấu ăn nóng pizza nó at home và nó tiệt. I decided to buy it. Và nhóm sẽ là chất tình về. I decided to buy it. Và decided nó cứ mong cái giá sắp decide. Và phải là sắp là chất. Và to buy it. Buy và tình. To buy it là bày tình về. Bao gồm hôm kỳ giả sắp bằng to tiết cư kỳ giả sắp go out. Và go out. Và bài tha chênh tất cả cài go out. Và thời dân chênh tất cả cài đồng bày đá lên từ mỗi con rừng mỗi con từ nhà ấy. Và từ club tới đến cư go out. Ủa thì hỏi nhóm dịch tha. I sometimes go out with friends. Chúng các nhóm từ mỗi năm mình cả nhóm. Và sometimes chúng cá ai cụ áo và cụ áo trên những hàng cái with friends và cho mỗi nâng mật hẹn và mật hẹn chẳng cứ đại và with friends cùng với mật hẹn nhau. I love going out on the weekends but I usually stay home during the week. Và nhóm cho chật trên thời cái nơi thay trong sắp đà bằng tay chỉ tụ tới nhóm nơi tiết nơi nông cầm lòng về thay vừa cả. Và I love going on the weekends but I usually stay home during the week. I love going out on the weekends, but I usually stay home during the week. But I love going out. Nhóm cho chật trên đất rạng. Và love nâng cư mình cho chật khẳng. Và sau này dưỡng pra like, mình cho chật thông mà đá. Và biết love, mình cho chật khẳng. I love going out. Nhóm cho chật trên đất rạng. Cái này cái giá sắp cố cứ dương thêm anh chị và cố tới chị cố yên và cố áo tới chị cố yên áo để xa dương pra khẳng cao cái giá sắp lâu và anh chẳng nơi khẳng cao cái giá sắp lâu nâng cứ cái giá sắp lâu nâng rồi ở thêm anh chị và I love cố yên áo nhóm trên chân khẳng cao on the weekends và nơi riêng rõ ngay trong sắp đà và weekend mình ấy mình ấy thà riêng rồi ngay trong sắp đà và ngày xa tật đến cư nhóm trên trang cài này. Bạn, bằng tái, I usually, và chỉ tu tớ, usually nữa. Và stay, và nhóm đã nới, I stay, và stay home, đã nập tế. Thì dù riêng nước nông cộng lòng phế, được việc và ngày sắp đà. Ngày sắp đà cứ bị ngày chăn đo ngày sọc, và ngày của cả nên cứ bị ngày. Và chân I love going out on the weekends, but I usually stay home during the week. Và bà phôn mơ bà dùng một tiết, let's go out dancing. Ta dương chân từ rộng lên. Và let apostrophe ấy nâng một biểu bình cứ let us, và ta phụ dương. Go out, và go out chân thật ra. Dancing, và dancing nâng cứ phải thả rộng. Và mà bây giờ sắp, dance. Và bài thả rõm á. Đặc biệt dương bài cao kỳ giá sắp cố. Nước nông có lạc là activity nữa. Cứ dương tham anh chị. Bài chân đến từ đến dancing. Và cố dancing. I never go out in the evening. Nhưng mà đã chơi thật càng khá là phí dục. I never go out in the evening. Và nhóm ở đây chơi thật ra thì. Never nó cứ ở đại. Và go out chơi thật ra in the evening. Và nơi phê là nghịch. In the evening. Và in the afternoon, và nơi bê rơ xìl. In the morning, và nơi bê rơ prật.
bong phong mơ kỳ giả sắp mơ tiết cư kỳ giả sắp go to bed ba go to bed cư prai thả tới đây rồi mơ có tới kỳ nè go to bed ba go nâng cư prai tờ ba bed nâng cư kre ba go to bed dưỡng là prai thả tới kre cư tới đây thì hoa nhầm dạy tha I always go to bed at 10 o'clock nhóm tay tay tới đây nâng nơi màu đọc I always go to bed at 10 o'clock bà always cứ tài tài rung môi co trên nền chiếc cam cứ chỉ ai vừa phát frequency bà kể giờ sau bị xếp sân đài nơi phía nhuộm bà go to bed tại đấy at 10 o'clock bà nơi màu đọc chẳng nơi bị một máu cứ dường ra nó một đòi person à. Bà I always go to bed at 10 o'clock I go to bed early bà nhóm tại đấy bị bật lộn I go to bed early bà go to bed tại đây đọc bị early nâng mình thăm môn bà chẳng mình này thả tại đây bị bật lộn bà tái bị nâng mình mình này thả bị bật lộn với nâng ai được thả dương thôi ở quầy môn khóc bị thoa mà đá nâng cứ dương thả bị early bà I go to bed early mình này nhầm tại đây môn cứ nhầm tại đây bị bật lộn càng ngày ưu thả dương thoa tại đây nâng màu đọc chẳng bà bị dương tại đây nâng màu bà lê nhá cứ go to bed early để xa xa ai dương tự nhập trên đầm nà tự khai tự bỏ tê chẳng hết dương đây đang bày gặp mọi người là ngồi chân dương từ đây một chân cô từ bên ở thì go to bed late bà từ kia dương go to bed late bà chân late nó cứ phải thời gian từ ở lâu dương phật từ kia nhưng mà ông phải chứ bà mà mình đọc pin đọc anh dương từ kia anh nó cô từ bed late này chú ca này khác quạt cho bằng hai ca nghe con anh chân tới và thôi ca nghe cho ngồi trong computer anh chân tới chẳng cứ quạt tự kỳ dự chẳng thủ thủ bệnh lệ và nền lát quạt liên kèm computer chẳng thế và đo mong dục và phòng tự kỳ mong bày ấy quạt tự kỳ đo mong mình đọc được môi có bình đọc anh chẳng cứ thủ thủ bệnh lệ đấy anh thủ thủ bệnh lệ và bà mong mơ kỳ giả xong tức kỳ giả xong cô nó cứ bà tự bà dự tên nè các bạn này và I go to work by car nhóm tự thuốc ca đòi chi làn đời bà I go to work by car bà go to work tới thuê cá by car bà đòi là nơi lán cứ đòi chi làm tới đấy bà làm một anh tới by car she go to school by motorcycle niên tới sân điên đòi chi mà tàu tới bà bà mà tàu tới chỗ này she go to school by motorcycle và chân kia giả sắp khổ nít cần ai dân ra cho mùi nâng bật hiện thi si rưu mùi có yên nét cứ dân thèm đi ạ và dân ăn goes và goes to school và tới sẽ là riêng và chân phở mùi tiền si cứ phở goes by motorcycle và đó chỉ mà tàu tàu what time did you go to the bank và ta mau vào màn nát tại nẹ tới tình kia và what time did you go to the bank và what time nâng cứ mau vào màn cứ chia đập dụ question bà dương đạm nơi bị muốn bà dụng sân nổ bà dương bà dụng sân nổ bà dương cứ do you go to the bank bà what time do you go to the bank I always go to work nhóm tay anh ta tại phương cả I always go to work I go shopping in the evening nhóm tới hàng nơi về là nghỉ I go shopping in the evening bà go shopping cứ tới hàng đã tới nhà bán in the evening, nơi phía là nghỉ. I go shopping in the evening. Đó mà mơ kỳ giả sắp một tiếng cư kỳ giả sắp check. Bà check nó cứ phải thà trụng đàn mơ. Một tí hó, check the new words in your dictionary. Bà check mơ nơi biệt hoạch mấy nơi nông bạch nạn trăm bọn nè. Word cứ phải thà biệt. Bà dự đại em mà nơi biệt trả bà words, nhu nó cứ phải thà mấy. Bạn chẳng check the new words và check nơi bị thamay thamay in your dictionary và nơi nóng và chẳng nàng krom bỏ nẹ và dictionary nâng cư và chẳng nàng krom và your bỏ nẹ và in your dictionary là nơi nóng và chẳng nàng krom bỏ nẹ you might check in the equipment after using nẹ cua tại trụi bình đất mơ nơi đầm rời cá bằng tòa phí pram ra huya but you must check in the equipment after using.
bà dùng mà chạy nè trời tài chạy bà mà nó cứ trời tài bà chạy cứ chạy mới in the equipment bà equipment đôi chìa ô bà co để dương thời thừa ấy môi bà ô bà co mình ấy khai chẳng tới từ môi có sở liệu về ấy chẳng á bà cứ cái hai thai equipment bà dương làm rời ca ấy rồi tham biến ô bà co nâng buôn phải hạ buôn đó chứ chạy mới phục sân thật môn nâng dương phạm ra về bà cái hai thai equipment after using bà bần tòa bì ca phạm ra you must check in the equipment after using nè cô ta rút vấn đất mơ nơi đó bỏ bà bà tạo hả nâng bần tòa bì dương phạm về please check in at least an hour before departure xong chạy mơ dạng hỏi nát mùi máu môn phê để cho nhầm nạ bà please check bà xong chạy mơ in at least bà dạng hỏi nát an hour bà dạng phê mùi máu before departure môn phê để cả chạy chạy nhầm bà departure dừng chạy nhầm nạ từ bộ tế thở y lao nhầm hỏi chẳng người hàng departure please check in and at least an hour before departure. You should check your oil before taking your car on a long trip. Nè cua tài trụt vấn đất mơ prey nè bỏ nè môn phê đề nè dọc lán từ thu đồng nào thì cho thôi chạy. Và you should nè cua tài check và trụt vấn đất mơ your oil và prey nè bỏ nè before môn phê taking your car và dọc lán nè bỏ nè on a long trip và thu đồng nào thì cho thôi chạy. Và strip nó cứ ca thôi đồng nào thì chó lò nó cứ dạ phê rồi về mà hôm bữa cái giả sắp một tiết cứ cái giả sắp why và why cứ prai thang sẽ xe ở tí hó why about a whole friends và xong là xe ông bị mật phẹt là lò mà nè why about a whole friend và why cứ tự xe ví dụ này cái hai thang ví dụ imperative á mình bật thiên này bật thiên cứ dương cho nên vậy này bà rai cho sơ sẻ ông bà gặp phí a good friend bà mất phẹt đó là ông nè please write your full name and address below xong sơ sẻ nơi chung mục phí hai nâng ở sài thàn bóng nhạc nâng hàng cao bà please write your full name and address below bà please write xong sơ sẻ bà please nâng xong your full name bà nơi chung mục phí bà your full name bà full name nó cứ chung mục phí bà chung một bánh đôi chung một nhóm bồn thường chứ bà chung một tờ nhóm prương bà nhóm sẽ thà prương bồn thường chứ hai tập full name and how address below bà chung một nơi khẳng crowd address below a sai thàn nơi khẳng crowd bà address a sai thàn bà below nó cứ khẳng crowd I will write you a letter nhóm nâng sẽ xây xâm bọt một chút bắp tự ai nhẹ I will write you a letter bà will nâng cứ xâm rạp bệnh chạy bì ở nà cụ tất nâng phải thay dương nâng xe và ta dựa toàn xe là dương nâng xe chân dương bà bì will nở nà cụ write bà sẽ xe a letter xâm bót you bà thà đò nè chân nâng nông dụng nâng cứ hai thà miền cầm bọt bì bà cầm bọt mối cứ cầm bọt a letter cái hai thà cầm bọt tòa bà a letter hay you nít cứ chỉ cầm bọt mình tòa chẳng á chứ nếu bây để dừng đã cứ dừng đã cầm bọt mình to lắm nên muốn cầm bọt to bà dừng lại say tha write a letter you ấy dừng lại say cầm bọt to lắm nên thằng cài vậy bà cầm bọt mình to thì dừng lại muốn lại you muốn bà write you a letter là bây dừng prai bà dừng prai cầm bọt to muốn bà sẽ say sầm bọt chẳng dừng lộn you sầm bà sẽ say sầm bọt you nữa mà đây là đòn nè chẳng ao nè và I will write you a letter nhóm nâng tự xe xâm bọc một chút báp chung đó nè cho mình chẳng bác bác mơ kể giả sắp một tiết cư kể giả sắp spell và spell này cư phải thả bác cọp và dương bác cọp chung bác cọp ấy nâng cư spell một tí hó how do you spell your first name ta nè bác cọp chung nè đừng lấy tái và how do you spell your first name bà first name nó chung bao nhiêu nó gà first name này điểm luôn tôi nhóm chung một thứ tôi có nhóm một trường bản chân một thứ nó cứ chia first name và how do you spell your first name how do you spell your surname ta nè có chung một niềm từ cầu bao nhiêu nhà mày đấy và surname nó cứ niềm từ cầu
particle nhân một rương nhé. Và cứ surname. How do you spell daughter? Ta nè, bà có biệt thả daughter nâng đừng lời ná. Và how do you spell daughter? Bạn đưa thầy dương ở trên sẽ biệt daughter chứ. Nói kì bà có biệt thả how do you spell daughter? Và daughter kì bà có biệt thả dạy thả that's D-A-U-G-A-T-E-R. Kì bà có biệt thả nâng. Could you spell the word out for me? Và could you spell the word out for me? Ta này ai bà có chung mùa nâng ngồi lưu trên nâng tình ở nhóm mà nó. Và dường bà có chung mùa nâng hiểu là sẽ lưu chứ. Thì vậy ta, could you spell the word out for me? Bà mà phô mơ kê giả sạp một tiết cư kê giả sạp khúc. Và khúc đấy cư prai thay chẳng ẩn. Và dường phương mà khô bà hà nó, cứ khúc vậy. Ủa thì nhóm vậy ta, I always cook dinner. Và nhóm tay tay chẳng ẩn là hà phê lần gì. I always cook dinner. Và always cứ tàn tá, cứ chỉ adverb of frequency, kì dạng sắp với tên đại phương nhận nhóm. Và khúc cứ bài thả chậm ẩn, và rừng một vật vườn hốt, và dinner, hà phê lần nhiệt. Và I always cook dinner, nhóm tàn tá, chậm ẩn hà phê lần nhiệt. Và dường ai bài được nông cao xế của bạn này, thì họ ấy còn dạy thả, what's he doing? Và ta niên có phương là thuê cái đấy. What's he doing? Bạn chân what apostrophe ấy nó một việc bình cứ what is. Bạn ý chỉ kể giả sắp thức biết. Bạn see phải thành niếng doing. Doing nó một kể giả sắp đáng kỳ do. Thay bạn chỉ mất tới chỉ doing. Bạn dừng ra được nông ví dụ present thành dụ ở. Và what's he doing? Ta niên có phong thua mấy đấy. Bạn là bình có trái khá she's cooking. Bạn niên có phong tay chậm ảnh hà rừng một thuộc. Niên có phong thua một hầu she's cooking. Bà mong hôn một việc mới tiết cứ việc invite. Bà invite cứ phải thả anh chơi. Bà dường chơi nhằm nhạc tới cho ruộng. Cứ khi mình cổ ca chụp liền làng tệ ấy chẳng cứ invite. Bà đừng mỗi con chơi mật hẹn một tệ dường. Bà chơi nhiều một tệ dường cứ invite. Tôi tiêu nhầm dạy thả I often invite friends. Nhóm chơi mật hẹn năng một tệ năng nhận nhỏ bà. Bà I often invite friends. Và dường mà nhằm ấy chung thì ngày xa tới đây chẳng. Và cứ invite. Often nó cứ nhận nhọc. Và chỉ adverb of frequency. I often invite friends. Thế nhau mình chơi mật hẹn một tiếng nó nhận nhọc à. Và often nó cứ nhận nhọc. Và nhận nhọc nó cứ dường ai đã đang hàng cao chẳng các bạn này. Vì mỗi cầm bộ bộ anh dạy tha. I invite friends very often. Và nhau anh chơi mật hẹn nó một tiếng nhận nhọc là chẳng các bạn này. Bà chân nâng nông ngày nít nhóm bàn bằng hàng bà phô ôn bị kỳ rìa sắp mùa chùm nguồn đã phạm ra chạy nhuộp rộm tiền lực dựa phục kỳ hóa bằng hàng bà phô ôn. Ông phô ôn đại bàn tạm đàn nâng ca bằng riêng phía sau click nơi lưu channel SCA Beginner. Bà xin cho bà phô ôn trong tạm đàn nâng video để update thông mấy xong chạy lực bà tông subscribe hay nâng xin nhạc hẳn đăng. Xong chụp điệp lý, xong ổn.